Một trận đấu tuyệt vời đang chờ đợi chúng ta. Tất nhiên rồi, hãy ổn định chỗ ngồi và trận đấu mà các bạn trông chờ sẽ đến rất nhanh thôi. Van de Beek. Tầm thấp. Người thực hiện pha đá phạt này là Rooney. Và đây là cú sút. Đó là pha chạm bóng tốt. Hãy thử tăng bóng nhưng đừng quá cao. Vào rồi, thật tuyệt vời. Một trận đấu rất chặt chẽ trong ngày hôm nay, nhưng đội bóng này đã chơi thực sự tốt. Vâng, họ đã chơi rất tốt, họ có nhiều cơ hội sút bóng và họ có bàn thắng. Đó là bàn thắng đầu tiên của trận đấu. Tỷ số hiện tại đang là 1-0. Thật gọn gàng. Để phạt hay không? Không, sẽ chỉ có đá phạt mà thôi. Valencia. Đó là pha thả bóng thân sâu. Đồng thời xác định đó là một quả phạt góc. Anh ấy đã cứu được một bàn thua trông thấy. Đó là pha can thiệp tuyệt vời. Cô bóng vào. Không chịu bóng quá tồi. Ồ, rất kỹ thuật, cú tấn bóng đúng thời điểm. Ronaldo. Essien. Theo Hernandez. Làm thế nào để chống lại sự khó chịu này? Họ đang cố gắng để chạm vào bóng. Cú sút bóng tốt nhưng bóng đã đến từ bên góc. Đó là một pha ném biên. Kỹ thuật xử lý bóng rất tốt. Essien. Enrique Tavares. Thủ môn đã làm việc quá xuất sắc. Eden Hazard. Các bóng vào đi. Valencia.
quá đáng tiếc cho đội tuyển. Chính xác là như vậy, đó gần như là cơ hội tốt nhất từ đầu trận đến giờ để cấp bằng tỷ số. Trọng tài đưa ra quyết định thẻ vàng. Anh ấy là một trong các trọng tài yêu thích của tôi. Tôi rất ít bỏ lỡ các trận đấu có sự xuất hiện của anh ta. Chỉ có một bàn được ghi. Trọng tài đã thổi còi và chúng ta bắt đầu hiệp 2. Đó là một pha biểu diễn và đường truyền đó thật tuyệt vời. Mất bóng. Luis Ari. Ashraf Hakimi. Bàn thắng cân bằng tỷ số sẽ là trận đấu cuộc đua và thực sự của trận đấu. 8-2 rồi, đều đã có bàn thắng, tỷ số là 1-1. Pha bật khá đẹp mắt. Và đây là cú sút. Chấp nhận một pha bật góc. Sút đi. Đó không phải là một nỗ lực tuyệt vời. Đội bóng cần cố gắng nhiều hơn. Essien. Rất tốt. Phối hợp tốt. Họ đang thi đấu rất nỗ lực để tìm kiếm bàn thắng và vươn lên dẫn trước. Bắt bóng. Quyền kiểm soát bóng. Henrique Tavares. Rất nhiều đường chuyền. Ronaldo đột phá, một pha giữ bóng đầy kỹ thuật đánh bại hậu vệ đối phương. Essien. Trận đấu xuất sắc nhưng không có gì giữa hai đội. Họ vẫn đang cố gắng tìm cho bàn thắng.
Cơ hội là đây. Ronaldo, anh ta đã bắt được bóng. Chỉ một bàn thắng nữa thôi. Bóng đúng thời điểm. Kaka. Có thể sẽ có thẻ vàng. Trọng tài đang giơ cao trước thẻ đỏ lên. Anh cũng nghĩ rằng trọng tài sẽ đưa ra một quyết định khác không? Tôi thực sự rất muốn đứng về phía hậu vệ này nhưng chắc là tôi không thể làm gì được rồi. Và anh ta đã giữ được bóng sau pha tranh chấp trên không đó. Sergio Ramos. Essien. Anh ấy chơi rất tốt. Marcos Llorente Moreno. Pha bật khá đẹp mắt. Tình huống lấy bóng của Sergio Ramos. Theo Hernandez. Kaka. Và sẽ có một quả ném biên ở đây. Marcos Llorente Moreno. Essien. Ronaldo. Và chặn bóng kịp thời trước khi nó trở thành bàn thắng. Bị ngăn cản rất bất ngờ và anh ấy đã mất bóng ở chân đối phương. Phối hợp rất tốt. Hậu vệ đã có pha cản phá rất tốt. Marcos Llorente Moreno.
cú sao bóng rất mạnh và đá cứ đầu bóng. Ronaldo. Kaká có thể đặt bóng ngay bây giờ. Và đây sẽ là một quả ném biên. Theo Hernandez, anh ta vẫn đang giữ bóng rất chắc. Benzema. Raúl de Tomás Gómez. Thủ môn đã bắt được bóng. Và anh ấy đã lấy bóng bằng một pha can thiệp rất tốt. Kaká. Pepe. Anh ta có kỹ năng chỉ đá bóng tuyệt vời. Ashraf Hakimi. Điều tấn công rất hay. Không đều là chúng ta sẽ đổi điều thứ hai ngay sau đây. Vâng, hy vọng rằng cả hai đội đều đã hiểu rằng họ cần phải thay đổi rất nhiều nếu không muốn hiệp đấu tới cũng sẽ tẻ nhạt như hiệp một. Đã chơi tuyệt vời, đường truyền rất tốt để vượt qua. Thủ môn đã bắt rất tốt. Mất bóng trong vòng cấm. Theo Hernandez. Ronaldo. Cơ hội. Sút. Đây rồi, bàn thắng. Đó là pha đi bóng đầy hào hứng của anh ta. Thật sự bất ngờ với bàn thắng này. Vâng, tôi cũng thể ngờ anh ta sẽ ghi được bàn thắng này. Một khởi đầu rất tốt, tỷ số đang là 1-0. Rất nhiều đường chuyền. Pha vào bóng mạnh mẽ của vệ đã cắt hết đợt tấn công. Rất nhanh. Thật tuyệt khi sút. Vâng, chúng ta là một lần nữa phải xin lên với khán giả còn chưa ăn mừng xong qua đi bàn tiếp đó. Vâng, đó là cảm hứng từ cá nhân anh ấy, anh Quang Tùng. Vâng, đã có quá nhiều hậu vệ xung quanh áp sát nhưng điều đó không ngăn cản được anh ta ghi bàn. Tốt lắm, tôi không chắc là anh ta có gì đó nhưng bóng vẫn len lỏi qua tất cả, không ai có thể chặn được khi sút đó. Chuyền quá thông minh. Kaká. Luka Modric. Essien. Ashraf Hakimi. Đó nên là một cơ hội tuyệt vời. Cũng đã bắt được bóng. Vẫn còn nguy hiểm. Không ai ngăn cản. Anh ta đã phạt chung bóng nhưng bóng đi hết đường biên dọc. Màn mật khá đẹp mắt và bóng rất sắc.
Marcus Llorente y Murillo. Essien. Anh ấy đã phòng ngự rất tốt. Thật nguy hiểm, anh ấy đã để mất bóng. Ồ, thật dễ dàng cho thủ môn. Kaka. Ronaldo. Marcus Llorente Moreno. Không đưa vào lối vào lúc này. Từ vị trí này, có lẽ họ sẽ làm được gì đó trước khi thành thứ hai như này. Luka Modric. Đó là một cú đánh gót tuyệt khi nhìn thấy nó. Ồ không, chặn bóng kịp thời rồi. Người thực hiện pha đá phạt này sẽ là Modric. Một pha đấm bóng từ thủ môn. Và đó sẽ là cơ hội nếu họ chạm được vào bóng. Pha đêm, tôi nghĩ đó là điều chúng ta có thể thấy rõ ràng. Và thực tế là trọng tài đã không rút ra chiếc thẻ nào. Có thể đấy là sự khoan dung đến từ ông ấy. Và tôi nghĩ pha phạt đền đó là quá đủ. Không, trượt mất rồi. Và cuối cùng, trận đấu đã kết thúc với tỷ số là 2-0.